đội tuyển nữ Việt Nam được tiếp sức trước trận chung kết SEA Games 32. Thay mặt thường trực ban chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn biểu dương những nỗ lực với tinh thần thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong hành trình vừa qua tại SEA Games 32. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhắc nhở, trước mắt toàn đội là trận chung kết tranh huy chương vàng với đối thủ quen thuộc Myanmar. Tại vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng tỷ số 3-1 với các pha lập công của Huỳnh Như, Thanh Nhã, Thùy Trang. Tuy vậy, lần tái ngộ chung kết sắp tới là thử thách hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là sau những gì Myanmar thể hiện trong cuộc lội ngược dòng thần kỳ hạ Thái Lan 4-2 ở bán kết. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, bóng đá không phải là hằng số mà luôn có sự biến đổi. Myanmar của trận chung kết chắc chắn rất khác so với Myanmar của trận đấu ở vòng bảng. Điều quan trọng chúng ta phải có sự chuẩn bị thật tốt cả về thể trạng lẫn tinh thần, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của ban huấn luyện. Chúc toàn đội giành chiến thắng để đi vào lịch sử với lần thứ tư liên tiếp đoạt huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói. Thay mặt ban huấn luyện và các cầu thủ, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cảm ơn lãnh đạo VFF luôn dành sự quan tâm động viên kịp thời đối với đội tuyển nữ. Bên cạnh sự ủng hộ của người hâm mộ thì sự quan tâm và đầu tư rất lớn của VFF đối với đội tuyển nữ thông qua kế hoạch tập trung, tập huấn trong và ngoài nước, tạo động lực cũng như tinh thần trách nhiệm của toàn đội đối với mục tiêu đề ra. Đội tuyển nữ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để hoàn thiện nhiệm vụ trong trận đấu tới, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định. Về phần mình, đội trưởng Huỳnh Như cũng chia sẻ, toàn đội đang rất quyết tâm để chiến thắng trận đấu ngày mai. Chúng tôi mong muốn bóng đá nữ Việt Nam sẽ đi vào lịch sử. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc của đội tuyển nữ Việt Nam. Tất cả những người ở đây, những người đồng đội của Như, hãy quyết tâm cho trận đấu tới, không chỉ là 4 lần vô địch mà còn là 5 lần, 6 lần. Muốn đạt được điều đó thì lần thứ tư này nhất định phải giành được. Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra lúc 19:30 tối ngày 15 tháng 5 trên sân vận động quốc gia Olympic Phnom Penh, Campuchia.